xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do à, thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên à, từ đó chúng ta sẽ đưa ra những góc nhìn à, những nhận định về thị trường ở trong những phiên sắp tới à, anh chị này hiện tại đang xem video của em à, nếu mà thấy hữu ích thì đừng quên là bấm like video à, subscribe kênh đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, để có thể nhận được thông báo à, về video của em cũng như là những cái buổi livestream chia sẻ hàng ngày của em ha À, cũng như là việc thuật toán youtube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video mà có nhiều like cũng như là nhiều bình luận à, thì mọi người có thể để là một cái bình luận ở phía bên dưới này à, về nội dung video hay là về những cái vấn đề mà anh chị thắc mắc à, cổ phiếu à, em sẽ hỗ trợ thông qua cái phần comment ở phía dưới này ha à, rồi à, và ở phía dưới phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ này là zalo và số điện thoại à, thì nếu anh chị nào mà hiện tại à, đang có nhu cầu muốn tìm kiếm một cái người hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu về danh mục à, thì có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em À, để được hỗ trợ cơ cấu là cái danh mục của mình ở trong cái giai đoạn thị trường rung lắc như hiện tại à, cũng như là nếu anh chị nào mà muốn tham gia vào cái room cộng đồng miễn phí có thể quét cái mã qr code ở trên màn hình ha à, thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em à, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay trước à, thì Vindex ngày hôm nay chúng ta tiếp tục có một phiên giằng co lanh quanh cái mức tham chiếu à, và chúng ta đã bắt đầu có những cái nỗ lực cầu đầu tiên à, tham gia lại quanh cái vùng hỗ trợ dưới này à, khi mà chỉ số tiệm cận về sát cái vùng biên dưới à là 1230 cho tới 1240 điểm. À, ngày hôm trước thì em có nói với mọi người là khi mà Vindex chúng ta quay về lắp lại cái gáp mở ra quanh cái vùng 1260, 1270 này thì đồng nghĩa chúng ta đã chấp thuận cái việc sẽ tiếp diễn giai đoạn xa quay à, và phủ nhận lại hoàn toàn cái lượng cầu ở phía trên cái vùng 1280 đó. À, nên chắc chắn cáp lực cung một cái vùng biên trên 1280 hiện tại là khá lớn à, do cái lượng cung kẹp hàng. À, người ta mua ở cái vùng trên đó, à, hiện tại đa số người ta vẫn đang nắm giữ. À, và người ta chờ bán ra khi mà giá hay là khi mà thị trường à, quay về lại cái vùng giá đó à, nên chắc chắn trước mắt chúng ta đã có một cái lượng cản ở quanh biên trên à, là một nghìn hai trăm tám mươi và cái vùng cầu kỳ vọng trong ngắn hạn của Vindex nó sẽ tương đương với cái đường MA50 mươi à, là khoảng tầm một nghìn cho tới một nghìn hai trăm điểm à, và kỳ vọng cái vùng xa quay của mình sẽ là một nghìn cho tới 1280 nghìn hai điểm à, tức là được giới hạn là hai cái biên độ này ha à, và trong ngắn hạn thì đối với em thì ngày hôm trước em có nói với mọi người về cái câu chuyện đó chính là trong cái những cái nhịp bán kiểu như thế này thì trường luôn luôn sẽ cần ít nhất là hai đáy à, nó giống như kiểu là các cổ phiếu khi mà đi lên cái đà đi lên tốt thì đa số nó cũng sẽ cần ít nhất là hai đỉnh để đảo chiều à, thì thị trường ở giai đoạn hiện tại cũng như vậy thôi à, bởi vì rõ ràng cái điểm yếu lớn nhất của thị trường ở đại lần này đó chính là thị trường chưa thực sự khiến cho nhà đầu tư quá bi quan về thị trường tất nhiên là tâm lý chung của nhà đầu tư hiện tại là tương đối tiêu cực bởi vì cổ phiếu thì đa số là giảm điểm và bị ép bán ở những cái phiên atc với cái giá khá là thấp À, ngày hôm nay một lần nữa và phiên thứ ba liên tiếp thị trường bị ép bán ở trong atc à, khi mà đầu ngày có nỗ lực phục hồi nhưng mà cứ tới tầm hai giờ hai à, là bắt đầu bị bán ngược trở lại à, thì một phần ở đây cũng là do cái yếu tố tâm lý à, và tạo lập cũng đang nuôi cái tâm lý đó à, bởi vì khi đó thì hầu hết mọi người sẽ lo ngại rằng là những cái nỗ lực phục hồi ở trong phiên là những cái nhịp buôn à, và cứ đến thời điểm gần atc là người ta sẽ bán ra à, mọi người thấy được à, đây là một trong những cái mà tạo lập đang cố tình tạo ra à, để khiến cho nhà đầu tư cá nhân à, người ta sẽ bị cảm giác à, phải muốn bán tháo ở cái thời điểm mà thị trường bị ép bán à, trong giai đoạn cuối ngày à, và nhìn chung ngày hôm nay là một phiên mà thị trường có một cái trạng thái tâm lý khá là thận trọng à, khi mà thanh khoản duy trì thấp à, ngay từ đầu ngày à, và kéo cho đến cuối ngày thì thanh khoản ngày hôm nay chỉ đạt cái mức là 20.000 tỷ thôi à, thì nếu mà so với những phiên trước thì áp lực bán nó cũng đã giảm rất nhiều rồi à, vấn đề lớn nhất của thị trường là cầu thì cái vùng một nghìn hiện tại nó cũng khá là lưng chừng thực tế thì cái vùng tầm 1.230, 1.240 thì cầu nó mới thực sự là tham gia tốt hơn. À, nên trước đó thì em có nói cho mọi người hai kịch bản chính của thị trường ở giai đoạn hiện tại. À, mọi người vẫn follow giùm em ha. À, kịch bản đầu tiên đó chính là thị trường nó chạm về được tầm hỗ trợ 1.230, 1.240. À, sau đó lực cầu bắt đầu tham gia, tức là cổ phiếu sẽ có nợ, nỗ lực phục hồi đầu tiên, à, thị trường sẽ có cái đợt nỗ lực phục hồi đầu tiên à, và chỉ số sẽ quay về kiểm tra là cái gap quanh tầm 1.260, 1.270 điểm. À, mục đích kiểm tra lại gáp này đó chính là để xem xem là gì à, là cầu nó có thực sự chấp nhận hấp thụ lại cái lượng cung ở phía trên này hay chưa hay là nó buộc phải có thêm một cái nhịp cao trào kích bán nữa à, và thông thường trong trường hợp cái nhịp bull lên này là nó lắp là cái gáp tức là nó phủ lại được cái gáp rồi sau đó mới test lại đó bởi vì nó phải cần ít nhất là hai đáy mà thì kiểu gì đạn sau nó cũng sẽ bị bán ngược trở về thì khi mà nó rướng lên nó chạm về được sát cái vùng biên trên này khoảng tầm một nghìn hai trăm sáu mươi tám một nghìn hai trăm bảy mươi à tức là lắp lại phủ lại được cái gáp đó à, thì khả năng đạn sau vindex sẽ không cần phá vỡ cái biên dưới tầm một nghìn hai trăm ba mươi bởi vì bản chất nó đã chấp nhận hấp tụ lại cung ở cái vùng một nghìn hai trăm sáu mươi một nghìn hai trăm bảy mươi rồi thì nó sẽ không muốn tạo cái điểm mua giá rẻ quá lâu nữa cho thị trường à ngược lại trong bối cảnh nếu vindex à, chúng ta chạm được tầm một nghìn hai trăm sáu mươi thôi À, sau đó bị tán người cho về à, tức là cái nỗ lực của cầu nó quay được tầm 1260 1265 à, sau đó lực cung lực cung ở phía trên nó vẫn dày thì khả năng thị trường vẫn sẽ cần phá vỡ cái biên dưới là 1230 bởi vì mấu chốt cuối cùng của bất kỳ một cái nhịp điều chỉnh nào nó phải là ép bán nó phải là rũ bỏ và nếu chưa thật sự ép bán được hay chưa thật sự rũ bỏ được thì cái nhịp điều chỉnh nó sẽ chưa kết thúc à bây chúng ta đánh giá rằng là ở cái giai đoạn mà thị trường rướng lên tầm 1280 đó thì cơ bản thị trường cũng đã bị bán ra một lượng hàng nhất định cũng như là cái cái vấn đề về cầu À, tức là cái vấn đề thời điểm đó chúng ta lo ngại nhất đó chính là câu chuyện về cầu à, khi mà cái lượng cầu tham gia vào thị trường vẫn yếu. À, nhưng mà rõ ràng mọi người thấy được là gì? À, là khi mà cái lượng cầu ở phía trên nó yếu như vậy, thực ra cái lượng cổ phiếu bị phân phối ở cái vùng giá cao trên đó cũng không quá nhiều. À, và cái nhịp điều chỉnh lần này về bản chất theo cá nhân đánh giá nó là một cái nhịp điều chỉnh để hấp thụ cũng như là để rũ bỏ cái lượng cung đeo bám từ cái giai đoạn tăng trước đó. À, nên tất nhiên cái mục đích của nó phải làm sao là ép bán ra được đối với nhau từ cá nhân và ép nhau tư cá nhân bán ở những cái vùng giá thấp à, thì trong ngắn hạn hiện tại thì mục đích ép bán nó là vẫn chưa hoàn thành và trong trường hợp nó có bật lên thì nó sẽ chưa thế nào bật lại ngay lập tức mà mà nó sẽ cần test đỡ ở nhất là từ hai à, cho đến ba đấy à, nên đối với anh chị nào mà đang chờ bắt đáy đang cầm tiền đứng ngoài à, đang chờ co thêm thêm à, thì ở vùng này cá nhân đánh giá thì vẫn chưa nên tham gia quá sớm à, mà chúng ta vẫn nên chờ nhất ở cái nhịp số hai à, để chúng ta cân nhắc là có nên gia tăng thêm hay không à, đối với những anh chị khách hàng của em thì Đa số các cổ phiếu ở giai đoạn hiện tại đối với câu chuyện mua mới thì em đều sẽ đưa ra cái vùng mà em đánh giá rằng là có khả năng là chúng ta có thể tham gia được Lý do là bởi vì những cái vùng đó là những cái vùng mà nó có hỗ trợ đủ dày đủ tốt à, Thì khi mà chúng ta tham gia các cổ phiếu ở những cái vùng đó thì trong bối cảnh thị trường nó có lung lắc à, Nó có biến động hay là cá lực bán nó quá lớn à, Nó khiến cho tâm lý nhà đầu tư cá nhân hoảng sợ hơn đó, Thì nó có bị bán ra thì về cơ bản là nó cũng sẽ có một cái vùng nền ở phía dưới giống như là một cái bệ đỡ cho cổ phiếu À, thì nó cũng sẽ có lực cầu hấp thụ là cái lượng cung bán ra đó à, và cổ phiếu nó sẽ sớm cân bằng trở lại à, nhưng mà chúng ta vẫn nên chia ra ít nhất là hai lần mua à, cái lần mua đầu tiên chính là lần mua đối với lại cái vùng mà chúng ta cảm thấy Rằng ở đó cái độ an toàn nó cao à, nó có một cái vùng base một cái vùng nền tốt à, và cái vùng mua số 2 là cái vùng mua khi mà chúng ta cảm thấy một là cổ phiếu đã test lại cung và cái lượng cung nó yếu hai là cổ phiếu phải có cầu gia tăng trở lại à, cổ phiếu phải có cầu gia tăng trở lại thì ở giai đoạn này à, chúng ta sẽ tập trung với các cổ phiếu thứ nhất là đang tăng ở nhịp một vừa rồi như em nói À, những cổ phiếu nhóm bất động sản vẫn có sức mạnh ngày hôm nay mọi người theo à, nó vẫn chấp nhận giữ giá à, và cái lực cầu tham gia nó vẫn khá là tốt à, những cái mã dạng như DSG, DG à, nó vẫn nỗ lực giữ giá trở lại à, rồi cái dạng thứ hai là những cổ phiếu mà đang về sát những cái vùng nền giá ví dụ ngày hôm nay có ANV bị quét ngược về lại sát cái vùng biên dưới luôn à, cái vùng hỗ trợ biên dưới của ANV là quanh giá tầm 32 à, ngày hôm trước cái vùng mua của ANV là quanh khoảng tầm giá 33, 34 à, mà mọi người thấy được là ngày hôm nay nó vẫn quét ở trong ATC mặc dù ở trong phiên nó có nỗ lực neo lại trên 33 À, nhưng mà rõ ràng cái việc ép bán ATC như vậy thì hầu như là nó cho thấy không có cái lượng cầu lót mua à, đối với lại cổ phiếu này quanh cái vùng khoảng tầm 32.5 cho tới 33 thì ngắn hạn nó về lại sát cái vùng biên dưới tương tự như vậy các cổ phiếu dạng phân bón như là DCM này, DBM này đa số đều đang leo về sát cái vùng hỗ trợ biên dưới này à, tất nhiên cái lượng cầu lên quanh đây vẫn sẽ khá là tốt đối với lại cổ phiếu à, nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ follow cái độ đàn hồi của các cổ phiếu khi mà nó quay về cái vùng hỗ trợ này để xem xem là cái lượng cầu à, quanh đây có chấp nhận có thực sự chấp nhận hấp tụ là cái lượng cung bán ra hay chưa ha À rồi nhưng mà đa số những cổ phiếu đó là những cổ phiếu chúng ta có thể cân nhắc để tham gia. À, bởi vì đơn giản là cái độ rủi ro của nó sẽ kém hơn. À, và nó vẫn có một cái base, một cái nền giá để chúng ta trông cậy và chúng ta follow à, cái lượng cầu tham gia lên quanh đó. À chúng ta sẽ hạn chế tham gia những cổ phiếu nào những cổ phiếu đã test lại fail hai đỉnh ở phía trên đặc biệt là những cổ phiếu đã tăng khá nhiều à và test lại thất bại hai đỉnh. Em lấy ví dụ cho mọi người những cái mã như DGC ngày trước em nói đúng không? À tức là nỗ lực test lại cái đỉnh cũ quanh giá tầm 128 hai lần đã thất bại. À, thì bây giờ khả năng nó phải quay về tầm 108, 110 à, nên em mới nói với mọi người những cổ phiếu này nếu mà có canh mua thì vẫn nên canh mua ở những cái vùng hỗ trợ đủ, chiếc khấu đủ tốt ở vùng phía dưới này, à, liên quan cái vùng hỗ trợ tầm 108, 110 hay là đoạn vừa rồi những cổ phiếu Viettel bắt đầu mọi người thấy là sau nỗ lực test là hai đỉnh đa số các cổ phiếu đều chịu cam lực bán rất nhanh ở trong một thời gian ngắn, à, tương tự như vậy đối với VGI ngày hôm nay cũng bắt đầu quay đầu giảm ngược trở về à, và khả năng có thể bắt về là khoảng tầm giá 43, 45 ở dưới này, à, đa số cái cổ phiếu này là những cổ phiếu mà chúng ta sẽ hạn chế bắt quá sớm. Ê, bởi vì đơn giản là những cổ phiếu này á lượng cung có lại thì đã quá nhiều rồi à, mà cơ bản là nếu bắt đáy sớm á, thì chúng ta cũng sẽ không biết được cái mức độ chiết khấu là như thế nào à, và cái vị thế của mình nó sẽ tương đối khó chịu à, khi mà chúng ta nắm giữ ở giai đoạn sau à, trong khi đó đối với các cổ phiếu ví dụ như kbc đi Ê, kbc là cổ phiếu mà em cho khách hàng của em bắt đầu cam tham gia dần ở vùng dưới ba bốn hiện tại cái vùng hỗ trợ dày kbc là khoảng tầm giá 33 tất nhiên ở trong ngắn hạn nó có thể lình xình ở quanh 32, 33 chẳng hạn vậy à, nó có thể nhúng về cái vùng hỗ trợ phía dưới này nhưng cơ bản đối với em cái vùng nền này là đủ tốt À, và đủ vững để có thể cân bằng lại cái lượng cung bán ra ở phía trên à, thì mình hoàn toàn có thể chia ra hai lần mua cái lần mua đầu tiên của mình sẽ là mua ở cận biên dưới này à, và cái lần mua số 2 của mình là sẽ là lần mua khi mình thấy KBC có dấu hiệu dòng tiền tham gia vào hoặc là cái tín hiệu test lại đá số 2, à, cái lượng cung nó đã giảm đi à, đó là hai cái tín hiệu mình có thể cân nhắc để mua cái điểm mua số 2 à, nhưng mình nên nhớ giùm em ha, à, nếu mua mới thì phải có sự chọn lọc à, và chúng ta cũng sẽ ưu tiên à, mua mới, nếu anh chị nào muốn an toàn cái có là follow luôn cái nhịp test là cái đá số 2 chứ không cần thiết phải bắt đáy quá sớm ở cái đoạn này à, và cái kinh nghiệm và nếu anh chị nào mà xem kênh của em nhiều à, thì em luôn chia sẻ một cái vấn đề đó chính là mọi người đừng có nỗ lực hay đừng cố gắng đoán đáy à, tức là đừng bao giờ mặc định thị trường nó sẽ cân bằng hay là thị trường nó sẽ bật lên ở một cái vùng nào hết à, bởi vì nếu như vậy chúng ta cứ mặc định một cái vùng nào đó thị trường sẽ bật lên tức là chúng ta sẽ bị neo tâm lý vào cái vùng đó à, và chúng ta sẽ có xu hướng là gì à, là cứ tới cái vùng đó chúng ta sẽ không cân nhắc về cung cầu quá nhiều à, mà chúng ta sẽ mặc định là tham gia À, tất nhiên ở đây tại sao em lại chia ra hai điểm mua là bởi vì rõ ràng chúng ta sẽ không hoàn toàn on in tự tin 100% ở cái vùng đó bởi vì mình biết rằng nó vẫn sẽ cần thời gian để hấp thụ lại cung ở cái vùng đó nên cái điểm mua số 27 chắc chính là cái điểm mua để chúng ta phòng thủ trong bối cảnh nếu nó có chiết khấu sâu hơn một xíu hay là nó bắt đầu cân bằng trở lại và hấp thụ cung trở lại thì mình đồng ý mình gia tăng ở cái đoạn sau à, xem như là mình hoàn toàn cái vị à, mình hoàn thành được cái vị thế của mình à, đối với các cổ phiếu mà mình đánh giá rằng à, có khả năng bật lợi tốt ở cái giai đoạn sau đó à, nên nếu anh chị nào mà đang cầm cổ phiếu hay đang có nhu cầu mua mới cổ phiếu à, thì cũng lưu ý cái đó dùm em ha còn trong ngắn hạn tạm thời nếu anh chị nào mà hiện tại vẫn đang còn cầm hàng à, với cái vị thế lớn à, thì mọi người cũng đừng quá lo. À, trước mắt thì chúng ta vẫn sẽ phải trông đợi vào cái nỗ lực phục hồi đầu tiên của thị trường à, khi mà thị trường về lại cái vùng cầu lanh quanh ngưỡng tầm 1230 1240 điểm à, khi đó thì thị trường cũng sẽ sớm nỗ lực để cân bằng trở lại à, và nó sẽ có nỗ lực để quay về test là cái gáp ở phía trên à, nhìn chung thì nó sẽ phụ thuộc vào việc là có lắp lại được gáp hay là tức là nếu mà lắp lại gáp nha thì sẽ tạo đáy sao cao hơn đáy trước đây là cái nhánh số 1 ha còn trong trường hợp mà không lắp được gáp thì khả năng phải tạo đáy sao thấp hơn đáy trước rồi mới bật lên trên được nên mọi người nhớ giùm em cái diễn biến này À, cái diễn biến này à, tức là nó phải cần ít nhất là hai đáy nên mọi người cũng đừng bao giờ lo ngại cái vấn đề là bây giờ nó bật lên đó, thì mọi người sẽ không mua được hàng chẳng hạn vậy à, đối với như anh chị nào mà đang cầm tiền à, còn nếu mà đang cầm tiền mà có vị thế tốt thì có thể cân nhắc những cái mặt cổ phiếu như nãy em nói à, nếu khi nó chiết khấu về những cái vùng nền đủ tốt thì cơ bản là mình tham gia ở những vùng nền mình đã có một cái lợi thế hơn rất nhiều so với những anh chị khác nếu mà chúng ta đu mua cái vùng phía trên rồi đúng không à, vì cái vùng giá này là cái vùng giá mà tương đối hợp lý và trong bối cảnh có rung lắc thì thay đó nó cũng linh xình lên quanh nó khoảng tầm cộng năm cộng trừ năm phần trăm thôi À, Chứ cái biên độ biến động nó cũng sẽ không phải là quá lớn à, đối với các cổ phiếu này đây thì mọi người lưu ý cái đó dùm em cũng như là cái kịch bản ngắn hạn của Vindex à, nhìn chung cơ bản thì trước mắt kịch bản tích cực nhất là nó sẽ quay lại trong biên này à, và đạn sau nếu mà nó có cao trào thì mình sẽ đánh giá cái nhịp cao trào đó à, và em sẽ cho anh chị một cái ví dụ nha ở đạn này em có thấy một vài những cổ phiếu nó xuất hiện cái trạng thái nó rất là gọi là họ bán ra khá là nhanh và gấp ở trong một thời gian ngắn à, và đặc biệt là họ ép bán ở trong ATC thì em từng nói với mọi người là có thể họ đang trong đợi một cái thông tin tiêu cực nào đó À, tức là có thể có một cái thông tin tiêu cực nào đó được lan truyền ra bên ngoài thị trường và các đội họ đang gọi là truyền tay với nhau à, để có thể dùng cái thông tin đó ép bán nhà đầu tư tức là có thể, có thể về cơ bản mà họ đã có thể đảo ra một cái phần hàng trước đó rồi ví dụ như cái mã dạng daveco là nhìn đồ thị là mình thấy rất rõ đúng không à, nó cố rướng lên rất nhanh ở trong một phiên đó nhồi vô rất to sau đó nó ép nhanh trở về ở trong cái phiên ngày hôm sau đồng nghĩa là cái lượng cầu cái lượng kẹp hàng ở cái nến ngày hôm ba à, 4 tháng 4 của daveco này thì em nghĩ rất là khó được về tức là khó để cho cái lượng này về có hàng có lãi đó cơ bản là họ sẽ ép bán xuống tiếp ở những phiên sau và thậm chí có thể ép xuống về khoảng tầm giá 28, 29. Anh à, nên đối với lại Dabico hay là những cổ phiếu mà nó có cái trạng thái tương tự nha. Tức là trước khi thị trường rơi á, trước khi cái phiên mà thị trường bị bán ép vào ngày 5 tháng 4 ở cái ngày 4 tháng 4 này thì những cổ phiếu nào mà nó chủ đích nó nó cuốn lên à với cái volume lớn sau đó nó bị tái người trở về thì những cổ phiếu đó chúng ta cũng nên hạn chế tham gia quá sớm. À bởi vì nó cũng sẽ có một cái độ rủi ro nhất định đối với những cổ phiếu này. Trong bối cảnh là nó đã có sự chủ động đảo ra, chủ động đảo hàng ra để chờ cover là ở cái nhịp sau. À, và những cổ phiếu à, giai đoạn này rất là nhiều cổ phiếu xuất hiện cái trạng thái đó nha vậy như con à, drc nè con drc là một cái ví dụ ngày hôm trước cái lúc mà nó rướng lên nó mở gáp à, nó mở cây nến tăng vô to đó à, thì cái đó mọi người là cái volume này nó sẽ không tương xứng với cái mức tăng này à, vô hình chung nó tạo ra một cái phân kỳ ngắn à, thì đoạn này mọi người thấy không cái trạng thái này rất nhiều cổ phiếu đang gặp phải nha tức là cố rét qua một cái vùng kháng cự kích hoạt lực cầu fomo tham gia vào sau đó tán nhanh ngược trở về ngay là tức phủ nhận hoàn toàn cây nến tăng đó À, cái trạng thái này nó sẽ khiến cho rất nhiều người kẹp hàng ở phía trên này thì đối với những cổ phiếu mà có cái bay tương tự thế này nè có cái bay dạng là rướng lên một cây à, trước khi thị trường rơi ngày 2 tháng 4 nè à, đúng không sau đó bắt đầu tán người trở về rất nhanh trong một thời gian ngắn thì chắc chắn những cổ phiếu này mọi người sẽ hạn chế mua lại sớm nha bởi vì chắc chắn những cổ phiếu này cái lượng cung đeo báo ở phía trên là rất nhiều luôn à, cung đây là cung kẹp hàng ấy. thì đa số sẽ cần sai quay lại khá là lâu à, và trước mắt phải chờ cân bằng là cái đã đây thì mọi người nhớ giùm em đây là những cổ phiếu mà chúng ta nên tránh còn những cổ phiếu mà chúng ta nên tham gia là những cổ phiếu đang ở nhịp một này hoặc là những cổ phiếu đang về sát những cái vùng nền giá những cái nền tảng đủ tốt của nó ở phía dưới à, ví dụ ngày hôm nay thật ra thì lực bán ngày hôm nay có xu hướng gọi là đang bắt đầu lan truyền từ cái nhóm blue ngày hôm nay nhóm blue không bị bán nhiều nữa ngày hôm nay cả nhóm ngân hàng trong phiên cũng có lực cầu tham gia này như dạng công thương này mà b này đa số đều chạm cái vùng hỗ trợ bên dưới nên bắt đầu cân bằng trở lại À, có thể xem đây là cái nỗ lực phục hồi đầu tiên của cái nhóm ngân hàng này, chứng à, khoán ngày hôm nay cũng tạm ổn, tức là tạm giữ lại được không bị bán quá nhiều nữa. À, ví dụ SI ngày hôm nay lên xình quanh tham chiếu, à, có cái ông như VND thì cũng đỏ nhẹ, lên à, quanh quay về sát cái hỗ trợ bên dưới là khoảng tầm 21.5, à, HCM ngày hôm nay thì cũng giảm nhẹ tương đối, à, đặc trưng ngày hôm nay là thanh khoản thấp thôi, à, nó cho thấy rằng cung không có bán ra nữa nhưng mà cầu chưa chịu vào. À, cung thì không bán ra nhiều nữa nhưng mà cầu thì chưa chịu vào à, và đa số những cái mã này thì nó sẽ nó bước bước vào cái giai đoạn xa quay của nó ví dụ như kiểu SI là biên độ xa quay là khoảng tầm giá 36 mươi tới ba mươi tám thì trong ngắn hạn sắp tới nếu mà có những cái nhịp buôn ngắn lên khoảng tầm 37.5 tới 38 thì mình canh đảo ra để mình chờ mình cover lại sau ở cái vùng hỗ trợ dưới này tầm 36 ha à, bây giờ mình đã xác định được cái biên độ sai quay của nó thì mình cứ trade đi à, mình bám sát cái biên độ để mình trade đi ở trong giai đoạn sau thôi à, đối với những cổ phiếu nhóm chứng khoán nè à, rồi nhóm thép ngày hôm nay cũng bắt đầu cân trở lại nhưng mà lực bán thì vẫn còn ví dụ như cái mã như nam kim hoa sen thấy rất rõ cầu ở trong phiên nó có vào nhưng mà thanh khoản thấp đồng nghĩa là cầu không dám mua lên cao à, cái giá cao nhất ngày hôm nay nam kim chạm về là được 25 à, giá cao nhất là khoảng tầm giá 20 25 chính xác là 25 à, sau đó bị tán người trở về đồng nghĩa là cái lượng cung ở trên 25 nó vẫn dày và cái lượng cầu ở dưới này vẫn đuối à, tương tự là hoa sen ngày hôm nay cũng vậy rướng lên chạm được khoảng tầm 23 sau đó bị tán người trở về đồng nghĩa là cái lượng cung bán chặn ở phía trên vẫn lớn à, đa số những cổ phiếu này đều có nỗ lực phục hồi ở trong phiên ngày hôm nay nhưng mà volume đều thấp nó là một cái nến gọi là cái nến no mình ba no mình ba tức là một cái nến không có cầu à, giá nỗ lực tăng ở trong phiên à, nhưng mà cầu không chịu tham gia vào Để nên trong ngắn hạn nếu anh chị nào mà đang cầm những cái mã này thì ngắn hạn khả năng nó phải chịu nhiệt thêm một vài phiên tới à, và với cái bay hồi nãy em vừa nói đó cái bay mà các cổ phiếu nó cố rét lên à, nó vượt qua một cái vùng giá sau đó nó tán nhanh nó tán nhanh ngược trở về đó thì em có thể lấy ví dụ cho mọi người những cổ phiếu dạng như con nam kim đi em lấy ví dụ cho mọi người một cái bay tương tự như vậy nha ở đây mọi người thấy không ví dụ như kiểu nam kim nè À, trước khi mà nam kia nó rơi nó có rướng là một cây nó rách qua cái vùng kháng cự trước đó của nó sau đó nó tán ngược trở về rất nhanh khoảng 3 cây trong đó thì có hai cây giảm sàn à, thì với cái nhịp này thì đa số tất cả những cái người cầm hàng ở phía trên này đặc biệt là cầm ở cái vùng tầm 23 độ xuống đó, thì bị lỗ ngay là tức 15 à, và với cái việc bị lỗ ngay là tức 15 phần như vậy thì vấn đề đầu tiên mọi người thấy là gì vấn đề đầu tiên mọi người thấy là khi mà giá nó bật lên thì sẽ còn cái lượng cung tồn động là cái lượng cung kẹp hàng ở trên này đúng không em lấy ví dụ cho mọi người đó, để mọi người biết được cái cách mà nó sẽ phản ứng và nó tạo đáy đối với các cổ phiếu biến động theo cái dạng này nè đây nó bị bán rất nhanh bán ngược trở về rất nhanh thì cái dạng này là cái dạng ép bán à, cái dạng mà đã đảo ra được hàng rồi đó bắt đầu ép bán xuống á thì khi mà ép bán như thế này thì đa số nhà tư cá nhân người ta sẽ bị kẹp ở cái vùng giá phía trên này mà người ta chưa kịp bán ra à, và sau đó mọi người thấy không ở những cái nỗ lực phục hồi đầu tiên này thì luôn luôn cái lượng cầu nó vẫn sẽ đuối bằng chứng là giá tăng như vô vẫn sẽ giảm mọi người thấy không giá tăng như vô vẫn sẽ giảm sau đó cổ phiếu sẽ có xu hướng test lại cái đá số 2 một lần nữa cái lượng cung nó vẫn còn này Đây, khi mà ở cái phiên bán thứ hai thì volume nó vẫn tăng À, và nó test lại cái đá số hai tương đối thành công tức là vẫn tạo đá sau thấp hơn đá trước à, nhưng mà volume ở cái lực bán ở số 2 nó vẫn khá là lớn à, và sau đó nó phải test lại thêm khoảng hai lần bán nữa cho mọi người theo em nói là ít nhất là hai đáy mọi người thấy ít nhất là hai đáy chưa hẳn là sẽ là hai đáy và thành công à, sau đó mọi người thấy là test lại một đáy này đúng không hai đáy nè ba đáy nè và cho đến cái đá số 4 thì ở cái đá số 4 này cái điều đặc biệt nhất là gì cái điều đặc biệt nhất ở cái đá số 4 này chính là cái Đây, cái gap này cái gap đao này cái gáp đao này chính là cái nỗ lực gọi là quét bán cuối cùng của con nam kim trước khi mà nó tạo đáy mấu chốt là bởi vì mọi người thấy được đó là sau khi mở cái gáp đao đó thì giá cổ phiếu nó bật lại rất nhanh ở đằng sau tức là ví dụ như thông thường sau một cái gáp đao như vậy đi thì thị trường thường sẽ bị bán tiếp ở ngày hôm sau nhưng mà người thấy được là con nam kim ngày hôm sau đó ngay lập tức nó bật trở lại à với một cái nến tăng bốn thì cái bộ nến này cái bộ nến mà hai cái nến này nè nó đối lập hoàn tầy với nhau nó giống như là một cái bộ nến đảo chiều vậy đó thì giai đoạn sau đó con nam kim nó mở cái gáp ấp đi lên à thì đó là quá trình tạo đáy của nam kim khi bị bán cao trào kiểu thế này thì nó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là gì đối với các cổ phiếu hiện tại bị rơi cái kiểu đó em ví dụ cho mọi người những cái mã dạng như drc đúng không sau khi rác lên bị tán người trở về đúng không những cái mã dạng như hồi nãy mình nói là con một vài những cổ phiếu dạng như là con dgc vân vân những cái mã cổ phiếu mà cố rướng động vừa rồi, rồi sau đó bị tán nhanh trở về hay là vtb này đây những cái mã kiểu này à, tức là cố rác lên sau đó tán nhanh trở về thì đồng nghĩa là nó đã đảo ra một cái phần hàng trước đó rồi à, và bây giờ câu chuyện nó là nó ép bán xuống nó ép bán ở cái giá càng thấp càng tốt và những cái vùng mà nó sẽ cân nhắc là cái vùng nó sẽ mua hàng lại À, nó sẽ bắt đầu cover trở lại. thì mọi người nhớ giùm em cái đặc trưng của nó thông thường trước khi mà nó tạo đáy nó cũng sẽ có một cái gáp kiểu này, à, một cái gáp gọi là kích bán cuối cùng, ấy. À, một cái nhịp ép bán cuối cùng. À, nên cái quá trình hấp thụ cung đoạn sau đó nó cũng sẽ vất vả chứ nó không gọi là là quá dễ dàng đâu. À, thì đối với các cổ phiếu hiện tại đang vận động theo cái hướng này thì mọi người nhớ cái đó. À, cái cách mà nó retest lại đáy à, và cũng như là những cái nỗ lực phù hồi đầu tiên này, đa số những cái nỗ lực phù hồi đầu tiên sẽ chưa thế nào thành công được, bởi vì cái lượng cung kẹp hàng ở phía trên vẫn sẽ là lớn, giống như kiểu cô nam kim thôi tương tự cái đoạn này thị trường cũng vậy thôi thị trường thay đổi đoạn này năm kia bị bán nhẹ hơn rất nhiều cáp lực bán nó vẫn có nhưng mà nhìn chung là nó sẽ không khiến cho cổ phiếu giảm quá sâu và nó vẫn có cái vùng hỗ trợ khá là dày ở phía dưới này nhưng mà ở những cái nỗ lực phục hồi đầu tiên thì chắc chắn là cổ phiếu chưa bao giờ đi lên tiếp được mà nó buộc phải bị bán xuống tiếp do cái lượng cung ở phía trên vẫn lớn cho đến khi mà nó phải retest test là ít nhất là được hai đáy và có thể đáy sau thấp hơn đáy trước thì nó sẽ bắt đầu cân bằng trở lại được cho thấy rằng là cái lượng cầu bắt đầu tham gia là quanh cái vùng này nên đối với thị trường đoạn này cũng sẽ là như thế ha Ê, thì mọi người nhớ giùm em ha, em đã cho mọi người ví dụ rất rõ ràng những cái nhóm ngành ở đại này chúng ta vẫn sẽ nên hạn chế tham gia à, bởi vì nó sẽ mất nhiều thời gian do cái lượng cung kèm hàng ở phía trên lớn. À, còn một số những cái nhóm ngành ví dụ như là đang có cái momentum, đang có cái đà tăng tốt thì mình vẫn cân nhắc tham gia nếu mà có chiết khấu được tốt. À, còn những cái nhóm ngành mà gọi là đang bắt đầu chiết khấu về sát cái vùng nền giá trước đó. À, giai đoạn trước đó chưa tăng được nhiều, ví dụ như cái mã mà à, đối với lại cái nhóm này ngoại trừ thủy sản này đúng không? Ngày hôm nay là có ANV đi bị quét về lại sát nền dưới nè. À, phân bón là có DCM, DBM nè, bị quét về sát cái nền dưới nè thì ngày hôm nay có một mã là em SCN nó cũng đang ở sát cái bên dưới này à, quanh cái vùng hỗ trợ tầm 15 này à, nếu mà đoạn tới SCN nó quét ngược về tiếp tầm 15 à, mà mọi người thấy được nó có cái gáp đau đó à, rồi sau đó nó lắp lại cái giáp đau đó nhanh chóng ở cái đoạn sau thì đồng nghĩa là SCN nó cũng sẽ cân bằng được quanh cái vùng này à, nên đối với em những cái mã cổ phiếu này nhóm đầu tư công là một nhóm mà tôi đã chưa tăng được nhiều ở trong cái nhịp trước đó à, đa số là gặp khó tại những cái vùng cản gáp sau đó bị tán ngược trở về à, nên những cái mã cổ phiếu dạng như SCN nếu mà về là chiếc khấu tầm 15 15.5 vẫn tương nhắc để tham gia được à, bởi vì cơ bản nó vẫn sẽ có một cái nỗ lực trầu chờ tham gia À, để giúp cổ phiếu quay về kiểm tra là cái vùng kháng cự đỉnh cũ nó là quanh khoảng tầm giá 17 18 ha. Đấy, thì đó là kịch bản ngắn hạn của thị trường cũng như là cái cách để chúng ta phải ứng cũng như là cơ cấu danh mục sao cho nó phù hợp. À, tất nhiên là ở giai đoạn này thì cơ bản là nhiều cổ phiếu à, nó đang bắt đầu có mức độ chiết khấu tương đối à, nhưng mà mọi người cũng sẽ đừng quá vội vàng ví dụ như nhóm ngân hàng đi thực ra thì cái nhóm ngân hàng này á, những cái mã như công thương mà nó chiết khấu về khoảng tầm 33 à, cũng là những cái vùng mua mà chúng ta kỳ vọng trước đó rồi thậm chí là cái vùng 32 33 là cái vùng mà em nói rất nhiều nhưng mà tất nhiên ở trong ngắn hạn mọi người thấy không cây nến ngày hôm nay là nhóm ngân hàng bật trở lại nè chạm được khoảng tầm ba bốn ba bốn bốn nè sau đó ngay là tức bị bán ngược trở về thì mọi người cũng đã biết được là cái lượng cung bán chặn ở phía trên vẫn còn rồi bởi vì cái lượng cung kẹp hàng đấy người ta vẫn còn kẹp mà nên khi mà cổ phiếu nó hồi lên ở những cái phiên đầu tiên thì không bao giờ mà đi xa hơn được luôn luôn sẽ cần những cái nỗ lực để retest tại cung một cái nhịp sau nên trước mắt nữa chị nào mà đang cầm nhóm bang thì cứ follow tiếp cho cái vùng hỗ trợ bên dưới này thôi ví dụ kiểu mb là ba mươi ba đúng không kiểu công kiểu công thương là ba mươi ba kiểu mb chính là khoảng tầm hai ba đây đều là những cái vùng mà nó sẽ có lực cầu tham gia À, để giúp cho cổ phiếu tạm cân bằng trở lại nhưng mà nó vẫn sẽ chưa đủ lực để giúp cho cổ phiếu bật lên được ngay lập tức à, nên chú mắt mình cứ follow cái lượng à, cái lượng cầu à, lăn quanh cái vùng này xem như thế nào à, rồi ha rồi thì cũng nhớ cho em cái mẫu hình tạo đáy của Nam Kim đây là một cái mẫu hình gọi là điển hình để phân tích quá trình tạo đáy luôn á cái cách mà nó vận động cái cách mà nó retest lại cung à, kiểm tra lại đáy nhất là khoảng tầm 2 đến 3 lần à, và cho đến khi mà nó thấy cho đến khi có một cái signal một cái dấu hiệu à, đó chỉ là một cái gắt down à, kèm cái volume bán cũng tương đối À, nhưng mà mình thấy được là ngay là tức cái gap down nó bị lắp trở lại ở cái nhìn sau thì nó là một cái minh chứng cho thấy rằng cái lượng cung à, đã bắt đầu giảm đi à, và cái gap down đó đóng vai trò giống như là một cái nhịp rũ bỏ cuối cùng trước khi mà cổ phiếu bật trở lại à, với lại mọi người thấy được là những cái nhịp bán cao trào của nó mọi người thấy là volume nó sẽ có xu hướng giảm dần giảm dần ấy, ở đoạn sau này mọi người thấy không Để ví dụ như là ở cái bán này đi cái bán ngày 26 tháng 10 đi nó bỏ cái gap down ra volume cũng tương đối đúng không à, 10 triệu nhưng mà cái bán test lại đáy ở cái cái gap đó, đó cái cái gap down nó mở ra đó là cái nến ngày 31 tháng 10 này cũng là một cái nến giảm tương tự như vậy. À, giảm về một cái vùng giá tương tự như vậy nhưng mà cái mức volume của nó giảm đi rất nhiều Để nó chỉ khoảng tầm 6 triệu 8 thôi so với lại 10 triệu ở cái nến này à, và cái nến bên này cũng vậy nè cái nến bên này bị bán tới 12 triệu tức là mọi người thấy là từ bên trái sang bên phải thì volume nó có xu hướng giảm dần à, tức là nó cũng đã biểu hiện cho cái vấn đề thị trường bắt đầu cạn cung thì tương tự ở giai đoạn này cái cổ phiếu đang có vận động kiểu như thế này à, đang bắt đầu tăng lên rất là nhanh một nhiều sau đó bị tán người trở về Dabico là một ví dụ nha Dabico khả năng cũng phải cần reset lại đáy kiểu đó à, bởi vì rõ ràng là cái cái nỗ lực mà nó rướng lên của Dabico nó cũng đóng vai trò gọi là đảo hàng tức là cố tình bán ra ở vùng cao sau đó chờ cover lại ở vùng thấp. nên nếu anh chị nào mà đang cầm những cái mã này cũng lưu ý cái quá trình mua lại đối với nhóm này không cần phải mua quá sớm mà chúng ta cũng sẽ cần theo dõi cái quá trình tạo đáy, cái quá trình hấp thụ cung của nó xem như thế nào ha. Rồi đó là với thị trường, cũng như là với những cái mã cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý. Đó, anh chị nào mà hiện tại đang xem video của em thì như thông lệ thôi mọi người ủng hộ em ha bằng cách là bấm like cái video này à, subscribe kênh đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký nè để nhận được những cái thông báo về video hàng ngày của em Ê, cũng như là em sẽ có những cái buổi livestream chia sẻ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần à, rồi nếu anh chị nào mà đang xem thì theo thuật toán youtube nó cũng sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video mà có nhiều like cũng như là nhiều bình luận à, mọi người có thể ủng hộ em à. ngoài cách bấm like thì có thể là bình luận ở dưới này à, thêm à, để về cổ phiếu về thị trường em sẽ hỗ trợ mọi người trả lời thông qua cái phần comment ở dưới này à, và anh chị nào mà đang có nhu cầu à, đang muốn tìm kiếm một cái người môi giới hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu và danh mục em có thể là kết bạn zalo với em này hoặc là trợ lý của em À, để được hỗ trợ tư vấn ha. À, cái vấn đề liên quan đến thị trường. À, về cơ bản là giai đoạn này là giai đoạn mà nếu anh chị nào mà đang cầm tiền thì nó sẽ có nhiều cơ hội được mở ra. À, còn nếu anh chị nào mà đang cầm cổ phiếu à, với tỷ trọng tương đối thì ra chúng ta có thể là follow tiếp cái nỗ lực của cầu à, quanh cái vùng 1230 tới 1240. À còn trong bối cảnh đó chúng ta cầm tỷ lệ mà cao thì buộc chúng ta phải có động thái xử lý cơ cấu lại trong bối cảnh thị trường nó bu lên nó test là cái trăm 1260 à, 1270 sắp tới. À, nên cơ bản là tùy vào cái trạng thái danh mục chúng ta cũng sẽ có cách xử lý và cơ cấu khác nhau ha. À, rồi À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sơ lược về những cái cổ phiếu ở trong những cái nhóm ngành tiêu biểu mà chúng ta cần lưu ý đi à, ngày hôm nay thì à, có ANV là bị ép bán ATC này khá là rác à, trong đó thì có con EVF thì cũng đã phá vỡ cái vùng hỗ trợ bên dưới rồi à, đối với lại EVF thì ngày hôm trước đã nói với mọi người ở cái vấn đề đó chính là cái nỗ lực nó rướng lên trên này bị fail thì đồng nghĩa là đây cũng là một cái nỗ lực gọi là cố rác lên rác lên gọi là rác fail đó cơ bản như cái nhịp này đóng vai trò là bull trap thì sau đó nó phủ nhận lại rất nhanh cái lượng cầu ở trong cái phiên ngày hôm 23 tháng 2 À, và hai cây nến ngày 23 tháng 2 và cây nến ngày 8 tháng 3 nó đại diện cho cái việc là cổ phiếu Corex sau đó bị tán ngược trở về à, và volume nó cũng đủ lớn tương đương với nhau cho thấy là cổ phiếu bị bán một cái phần rất lớn ở phía trên này rồi à, nó giống như có mục đích là nhốt cái lượng cầu ở phía trên này vậy thì hiện tại nó chỉ nào mà đang cầm thì cái nhịp bán này nó cũng đóng vai trò là kích bán và khả năng em nghĩ là nó sẽ quét về tiếp cái vùng hỗ trợ dưới này khoảng tầm giá 13 cho tới 14 nè à, chính xác là 13 tầm 13.5 nên chị nào mà đang cầm thì follow tiếp cái vùng hỗ trợ dưới này nè có con, con này em thấy là khá là nhiều anh chị cầm à, nhưng chung nó cũng nằm trong hệ sinh thái của ghét À, ngày hôm nay thì có mỗi NTL và DBG là cổ phiếu nén được tốt à, và ở nhóm bất động sản thì vẫn giữ giá khá là tốt à, Trong đó thì những cổ phiếu ở nhóm à, một vài những cổ phiếu như là HN con NHA cũng ở nhóm bất động sản tăng tương đối này Có VN hàng không đang tăng ở nhịp một nên con này mà có bị chốt thì cơ bản dòng tiền cũng sẽ tham gia rất là nhanh Đó là lại hàng không à, Nhìn chung thì kể từ sau phiên tăng ngày 1 tháng 4 thì rõ ràng những cái phiên chốt lời ngắn này ví dụ như cái nến này À, luôn luôn sẽ không khiến cho cổ phiếu này giảm nhanh được mà kiểu gì cũng sẽ có lượng cầu giúp cho cổ phiếu bật lên tiếp ở cái đoạn sau mọi người thấy không à, đó là một cái động lực của hàng không à, nên chị nào mà đang cầm HVN thì có thể là follow tiếp được thậm chí nếu mà có những cái nhịp chỉnh ngắn được khoảng tầm 15 15.5 thì canh mua mới được à, mình đánh cái nhiều số 2 đó với là HVN này thế còn lại đa số là chịu cáp được bán tương đối ha chúng ta có ANV là chúng ta có BSI, BVS ở nhóm chứng khoán này chúng ta có CTR này những cổ phiếu nhóm Viettel trước đó tăng điểm tốt thì cũng bị ép bán rất nhanh nè à, rồi chúng ta có Gil này Giu ngày hôm nay của nhóm xuất khẩu này à, dịch may Uh, ghi thì test lại pha hai đỉnh rồi nên rõ ràng cái vấn đề ghi bị bán nó cũng dễ hiểu hơn so với những cổ phiếu khác. À, trong khi thì những cái mã như TNG nó cũng đang nỗ lực test là cái đỉnh cũ này Mọi người trước follow cái vùng hỗ trợ neckline quanh giá tầm 21.5 này. À, cơ bản đây cũng sẽ là hỗ trợ quan trọng của nó nhưng chung lực bán ngày hôm nay không lớn volume cũng duy trì ở mức thấp. À, nhưng mà cơ bản thì cái việc mà nó không gọi là nó không nỗ lực nó rét qua được cái vùng kháng cự 23 cũng là một trong những cái điểm yếu khiến cho cái áp lực cung nó lớn về cái vùng hỗ trợ dưới này. À, nên tạm thời thì TNR mình follow cái biên độ là khoảng tầm giá 21.5 cho tới cái biên trên là khoảng tầm giá 23 ha à rồi à, đó là một vài những cái cổ phiếu đáng chú ý ngày hôm nay thôi những cái nhóm ngành đáng chú ý ngày hôm nay thôi à có vgi của nhóm uh, theo ngày hôm nay cũng bị chốt ngược tương đối mạnh à nhìn chung những cái mã này á những cái mã này như em nói là nó sẽ bị khác những cổ phiếu mà đang ở base đang ở nền dưới à, là do nó tăng nhiều quá trước đó nên cái mức độ điều chỉnh của nó sẽ lớn hơn trong một thời gian ngắn à, và mình cũng sẽ không thể đoán được cũng như là không nên dự đoán cái vùng cân bằng ngắn hạn của nó bởi vì rất khó À, khi mà quá nhiều nhà đầu tư có lãi thì họ có thể bán bất cứ lúc nào và họ có thể sẵn sàng bán bất cứ giá nào luôn. Ê, trong cái cảnh họ cảm thấy rằng thị trường có đủ rủi ro thì họ cũng sẽ sẵn sàng bán rất nhanh à, và họ bán ra trong một cái thời gian ngắn nó khiến cho cổ phiếu có thể giảm nhanh hơn trong uh, trong ngắn hạn. À, nên mọi người mà lỡ đuôi những con này mà ở giá cao thì đa số sẽ không kịp bán ở cái vùng cao này ha. đây thì mọi người cũng lưu ý, là em có nói rồi, em có liệt kê cho mọi người những cái mạng mà chúng ta nên hạn chế cũng như là những cái bay mà chúng ta nên hạn chế tham gia rồi. À, còn những cái nhịp bán kiểu đó thì vẫn phải follow, nhất là hai đáy à, để follow trở lại cái uh, cái, vùng cân bằng của nó ha Ê, đầu tiên là mình nói về ngân hàng đi ngân hàng thì cơ bản ngày hôm nay có acb này tiếp tục xoay quay và cân bằng lại được trong 27 mươi bảy hai chung ngày hôm nay thì đa số những cổ phiếu ngân hàng gặp một cái vấn đề đó chính là có nỗ lực cầu vào nhưng mà vẫn đuối tới tức là ngày hôm nay như acb vẫn bật trở lại được trên 27 này mặc dù ở trong phiên có thời điểm chạm hai mươi sáu À, nhưng volume vẫn khá là thấp trước mắt thì nó vẫn sẽ chờ cái lực cầu lên quanh đây phải ứng thôi à, nó giống như cái nhịp bán ngày hôm trước ở đây vậy đó thì nó cũng sẽ cần retest là ít nhất là hai đáy ở cái vùng bên này nên tạm thời nếu chị nào mà đang cầm acb thì follow tiếp cho em cái vùng 27 ở trong phiên ngày mai Ê, trong trường hợp nếu mà ngày mai nó neo là trên 27 tiết thì mình cầm mình follow cái nhịp test lại đá số 2 thôi à, ngắn hạn thì nếu mà có bull lên là khoảng tầm 27.5 28 mình có thể canh đảo ra ngắn được mình chờ mình cover lại sau ở cái nhịp test đá 2 ha BID thì cái vùng quanh giá 50 51 lần quanh đây có thể cân nhắc để mình mua mới một phần cơ bản là mình kỳ vọng giá sẽ quay về tầm 55 56 lần nữa để test là cái định cũ trước đó của nó Ê, công thương thì vùng mua đẹp nhất là khoảng tầm giá 32 33 thôi ở trước mắt nếu anh chị nào mà đang cầm công thương thì mình cầm tiếp được nhưng mà trong trường hợp mà giá nó quét về dưới 33 thì khả năng cao nghĩa là sẽ quét xuống tiếp về lại cái vùng hỗ trợ dưới này à, do nó có cái nền giá ngắn ở đây À, nên tạm thời nếu chị nào mà cầm công thương thì vẫn nên follow cái nỗ lực retest lại cái định cũ phía trên này cái nền giá trên này nè à, trên này nó có cái nền ngắn mọi người thao cái nền ngắn khoảng tầm giá 35 à, thì trong trường hợp những phiên tới mà nó rướng lên được khoảng tầm 34.5 cho 35 à, thì mình sẽ cân nhắc mình đảo ra mình chờ mình cover lại sau ở cái vùng hỗ trợ dưới này tầm 33 ha à, đối với lại công thương à, Exim Bank thì vẫn hơi khó Exim Bank thì mọi người vẫn lưu ý cái stop loss quanh 17.5 em à, trong trường hợp nếu mà giá nó quay về dưới 17 năm, 17 năm á, à, thì mọi người vẫn cân nhắc đảo ra được đối với con này À, lý do ngày hôm nay HD Bank tăng được là bởi vì HD Bank là cổ phiếu bao cung à, mọi người thấy là HD Bank sẽ không bị phụ thuộc vào cung cầu của thị trường chung ấy. À, nên cái việc mà nó tăng ngày hôm nay về cơ bản nó cũng đi ngược lại với xu hướng chung của thị trường à, nhưng mà nó cũng một phần nào đó đóng góp vào cái mức tăng của ngân hàng à, trước mắt HD bay nó sẽ quay về lại trên cái vùng hỗ trợ trên này khoảng tầm giá 24.5 à, đối với em thì mình vẫn nên nâng, nâng cái chặn lại nâng cái stop loss lên quanh cái vùng 23.5 ở dưới này thôi à, bởi vì con này rõ ràng vẫn là một trong những mã cổ phiếu mà nó mang tính chất bao cung nên cái độ rủi ro của nó không sẽ tương đối lớn à, và trong trường hợp mà một nó một khi nó đã rơi rồi đó, tức là một khi nó bước vào cái xu hướng giảm rồi đó, thì cơ bản là cái độ rủi ro sẽ lớn hơn rất nhiều luôn bởi vì nó khi đó nó sẽ không có cầu lợi giá phía dưới đâu do cung cầu thì đa số là cung cầu ảo thôi, chứ không phải là cung cầu tự nhiên đến từ nhau tư cá nhân Để liên việt thì mình cầm tiếp quanh cái vùng 17 là được ngày hôm trước mình có phân tích một lần cái mô hình vai đầu vai ngược của liên việt uh, quanh cái vùng 16 17 này tạm thời đó chị nào mà cầm thì mình chủ động mình nâng chặn quanh 17 giùm em ha SHB thì vẫn đang gặp khó tại cái vùng hỗ trợ dưới này nhìn chung nó sẽ cân bằng lại quanh đây thôi cái vùng hỗ trợ cứng là khoảng tầm giá 11 đến 11.3 À, lực bán của SHB quanh đây thì không lớn nhưng mà trong ngắn hạn cái rào, cái rào cản lớn nhất cho cầu ở vùng này là chính là cái lượng cung ở phía trên này à, cái lượng cung kèm hàng ở phía trên cái vùng tầm 12 12.4 á, nên tạm thời nếu anh chị nào mà đang cầm SHB thì mình cũng follow tiếp cái vùng hỗ trợ 11 này thôi. À, nhịp này cũng đóng vai trò giống như là một cái nhịp test đá số 2 vậy đó. À, nên mà xem xem cái nỗ lực của cầu làm quanh đây như thế nào. À, đó là SHB ha. Cơ bản là đoạn vừa rồi thì nó cũng có một cái nến này là cái nến bị bán cao trào nhất thôi. À, nên để nói cái quá trình hấp tụ là cái nến này nó cũng sẽ cần nhiều thời gian. Mà SHB muốn đi xa, muốn đi nhanh được thì buộc phải qua được cái nến này tức là buộc phải qua rồi cái đỉnh cao nhất cây nến này, thì em trước đầu quanh khỏi tầm giá 12.2 hai mọi người thấy được đó, là cái nỗ lực giai đoạn sau đó hồi lên thì nó vẫn ngay lập tức bị bán người trở về đồng nghĩa là cái lượng cung ở trên nó vẫn sẽ khá lớn đối với lại SHB ha STB thì em nói nhiều rồi STB từ sau cái nến này cũng đã phân tích rất nhiều cho mọi người rồi đúng không à, rõ ràng cái câu chuyện mà dù đến chính nhưng mà cầu vẫn không vào đồng nghĩa là rõ ràng người ta vẫn đang lo ngại một cái vấn đề gì đó và cái lượng cung nó vẫn sẽ lớn nên trong ngắn hàng thì stb vẫn là cổ phiếu mà em đánh giá mọi người nên hạn chế tham gia nhất ở cái đoạn này À, bởi vì trong trường hợp mà nó xuất hiện một cái thông tin nào đó tiêu cực thì cái áp lực cung nó sẽ diễn ra rất nhanh và trong một thời gian ngắn à, và chính cái việc mà nó tạo đi mua giá rẻ cho nhà đầu tư đã trả lời cho câu hỏi là stb nó có tốt hay không và có nên mua mới hay không đấy à, em có nói rồi tất kênh thì mọi người follow cho em nó đang nỗ lực để cân bằng là quanh cái vùng tầm bốn bốn thì ngày em cũng nói là quanh vùng tầm bốn bốn khả năng nó sẽ có nỗ lực để nó quay và nó kiểm tra là cái vùng kháng cự định cũ khoảng tầm giá bốn bảy bốn tám đấy nên nếu chị nào mà đang cầm stb thì mình follow tiếp cái vùng hỗ trợ dưới này xem như thế nào nhìn chung thì con này điểm yếu lớn nhất của nó là bởi vì đoạn vừa rồi nó cố rướng lên ở cái nến này nè cái nến ngày hôm 28 tháng 3 nè và sau cái nến này bị lắp lại gáp cái việc mà nó mở gáp ra volume to thế này và lắp lại gáp á, thì đồng nghĩa là nó phủ nhận hoàn toàn cái lượng cầu đã tham gia ở trong ngày hôm đó nên chắc chắn bây giờ mà giá nó quay về tầm 48 47 á, thì chắc chắn cái lượng cung nó sẽ tiết ra rất nhiều anh chị nào mà đang cầm nhóm ban ở Techcombank thì cũng lưu ý ha TB thì mình follow tiếp cái vùng hỗ trợ tầm 18 nè ngày hôm nay thì rõ ràng nó vẫn rướng lên và bị tán người trở về quanh giá tầm 18.5 là cái lượng cung ở phía trên nó vẫn khá là dày đối với lại TB rồi À, nhìn chung đó với em thì có TB này có MSB này đa số đều phải về sát là cái vùng hỗ trợ bên dưới này nếu anh chị nào mà đang cầm thì follow tiếp thôi à, ví dụ MSB vùng hỗ trợ là quanh khoảng tầm giá 14 ngày hôm nay lượt bán của nhóm bang không lớn đâu đa số cổ phiếu dần co với volume thấp à, nhưng mà bài tái ngày hôm nay vẫn là bài toán về cầu và thực ra bài toán của thị trường trong xuyên suốt từ thời gian vừa qua vẫn là bài toán về cầu à, nếu mà không tính cái phiên mà thị trường bị kích bán tương đối cao trào mở gáp ngày 15 tháng 4 thì tất cả những cái phiên vừa rồi thị trường giảm điểm đều đi kèm với lại volume khá là thấp à, cái việc giảm volume thấp nó chứng tỏ rằng lượng bán đó, lượng cung bán đó, nó không có nhiều nhưng mà cái việc thị trường giảm là bởi vì không có cầu đó, ở phía dưới cái lượng cầu giá cao nó vẫn đuối Và thậm chí hiện tại cái vùng cầu gần nhất của thị trường nó cũng phải tầm 1230-1240 Nên chắc chắn là quanh cái vùng tầm 1250 này cái lượng cầu nó sẽ không nhiều Và khả năng thị trường nó sẽ tiếp diễn về tiếp cái vùng hỗ trợ bên dưới Nên chị nào mà đang cầm cổ phiếu hay là cầm đang follow diễn biến của Vindict thì cũng nên lưu ý cái đó ha À, rồi à, tiếp theo là mình sẽ nói về những cái mã nhóm uh, bất động sản đi thì vẫn lưu ý với em thôi à, nếu mà có chi khấu đủ tốt thì mình cân nhắc mình tham gia thôi vậy như DIG back về lại khoảng tầm 30 31 như này ngày hôm nay DIG thì vẫn nỗ lực giữ giá với volume khá là thấp DSG thì vẫn follow cho cái mốc tầm 19 đến 19 5 À, nhìn chung là những cái mã này nếu mà trong đây động vừa rồi mà mới có pheo bị pheo một đỉnh thôi á tức là nỗ lực test là pheo một đỉnh thôi thì vẫn sẽ còn nỗ lực và cái lượng cầu đứng ngoài à, chờ tham gia cái đỉnh số 2 à, có kbc ngày hôm nay bị quét xuống thấp nhất ở trong phiên là tầm hai mươi ba mươi hai năm nè 32.6 sau đó cuối ngày kéo ngược lại trên 33 nhìn chung thì lực cung ngày hôm nay không lớn đâu nhưng mà trước mắt vẫn phải chờ cái nỗ lực phục hồi đầu tiên á xem xem là cái nỗ lực này nó có lắp được cái gáp này hay không nè nếu mà lắp lại được cái gáp tầm 33.7 33.8 thì đẹp à, tức là trong trường hợp anh em lại trên được cái gáp đó tầm 33.7 33.8 á phủ nhận là cái lượng cung bán đang ngày thứ sáu vừa rồi á thì cơ bản có thể là nó sẽ bật lên nhanh ở cái đoạn sau và trước mắt thì mình sẽ chờ cái đá số 1 thôi à, mình sẽ phải follow khi nào mà cân là cái đá số 1 thì mình hay cân nhắc tới cái việc là mua cái nhịp số 2 à, đối với các cổ phiếu này À, rồi nam long này nam long ngày hôm nay tiếp tục quay về lại cái vùng biên dưới thôi mọi người vẫn follow cho em ha à, sau khi nỗ lực thất bại quanh giá tầm bốn thì hiện tại nam long sẽ về tiếp cái vùng hỗ trợ biên dưới tầm bốn mươi này tương tự đó với lại kdh thì cũng sẽ về tiếp cái vùng hỗ trợ dưới này tầm ba mươi đúng không cái này thì ngày hôm trước mình nói nhiều rồi đa số những cổ phiếu cố rướng lên test lại đỉnh cổ bị fail đỉnh số hai bị fail thì đều sẽ bị bán người trở về à, do cái lượng cung kẹp hàng ở phía trên người ta bán ra cũng như là À, đa số nhà đầu tư ở đoạn này sẽ không dám bắt đáy ở những cái vùng lưng chừng à, mà họ sẽ chờ ít nhất là một cái vùng hỗ trợ đủ dày đủ tốt ví dụ như kdh thì là vùng hỗ trợ định cũ trước đó của nó là quanh khoảng, khoảng tầm ba bốn ba thì khi đó người ta mới cân nhắc tới việc là có mua mới hay không à, đối với các cổ phiếu này à, rồi kbc thì nó mới nói rồi à, rồi dg cũng nói rồi này H hà đô hà đô ngắn hạn ngắn trước rét lại fail cái mô hình tam giấy đối xứng này thì trong trường hợp hiện tại thì khả năng nó phải quét về lại cái vùng hỗ trợ dưới này khoảng tầm giá hai mươi bảy tám anh chị nào mà đang cầm hai đô thì lưu ý ha Nói chung thì rủi ro là không cao bởi vì đoạn vừa rồi nó chưa tăng được quá nhiều nhưng mà trong ngắn hạn cái việc mà nó lên sinh À, và cái nỗ lực break lên ở phía trên cái vùng 29 vừa rồi thất bại đồng nghĩa là cái lượng cung kẹp hàng ở phía trên cái vùng 29 này khá lớn à, nên chị nào mà đang cầm hai đô thì follow tiếp theo cái vùng hỗ trợ dưới này tầm 27.5 tới 28 thôi à, nhìn chung ngày hôm trước mình thấy được là mình kỳ vọng nếu mà nó break ra được cái biên trên tầm giá 30 này thì mới cân nhắc câu chuyện mua mới, mới đúng không ngày hôm trước nó có nói về Hà đô à, khi đó khả năng sẽ lên được tiếp 32, 33 à, nhưng mà rõ ràng cái vùng này vẫn là sẽ là cái vùng tương đối gọi là nhạy cảm à, và khi mà nó không vượt lên trên được cái vùng 30 này à, thì cái lượng cung nó đã phá vỡ qua cái vùng biên dưới thì coi như nó cần phơm À, là cái lượng cung đang áp đảo trong ngắn hạn so với cầu. À, những cái mô hình tam giác đối xứng này á, về bản chất nó sẽ thể hiện rằng cung cầu đang tương đối cân bằng với nhau và được giới hạn bởi hai đường. Đường trên là đường cung, tức là cái đường mà khi mà cổ phiếu chạm vào đó sẽ bị bán ngược trở về. Và đường dưới là đường cầu, tức là khi mà cổ phiếu chạm cái vùng đó thì sẽ được mua ngược trở lên. À, và khi cung cầu đối xứng với nhau tương đối cân bằng với nhau thì nó bắt đầu hình thành một cái vùng tam giác đối xứng và cái cổ phiếu nó sẽ thu hẹp biên độ dần à, về cái vùng mũi nhọn tam giác. thì khi mà nó phá vỡ qua biên trên hoặc là bên dưới thì nó báo hiệu rằng ở trong ngắn hạn cổ phiếu sẽ diễn biến theo cái xu hướng đó à, nên mọi người thấy được là gì à, là, ngắn hạn hai đô nó sẽ có xu hướng tìm ngược về lại cái vùng hỗ trợ dưới này à, khoảng tầm giá 27.5 28 ha à, rồi IJC thì gần như là phá vỡ và test lại theo cái đỉnh cổ phiếu trên tầm giá 16.5 rồi trước mắt IJC nó phải về lại cái vùng hỗ trợ dưới này lên à, ngoan khoảng tầm giá 14 tới 14.5 ha à, chị nào mà đang cầm thì lưu ý ha. IJC cũng có thể xem là một mã đánh cái kiểu mà cố rướng lên ở cái nến ngày hôm 3 tháng 4 sau đó tán người trở về rất nhanh thì nếu mà XTC có tạo đáy thì nó cũng sẽ giống như cái basin của Nam Kim ấy cái basin mà retest lại đáy của nó ít nhất là hai lần và phải có những cái dấu hiệu về cung à, có sướng cạn cung ở cái đoạn sau đó à, và thường trước khi nó kết thúc cái nhịp điều chỉnh thì nó cần một cái gap à, cần một cái gap down à, kiểu cái gap down đó chính là cách để nó gọi là nó rũ bỏ nốt cái lượng cung còn lại và trước khi nó tạo đáy đi lên ha rồi, CEO thì vẫn đang sai quay biên 21, 24 thôi nhìn chung ngày trước test lại fail cái lượng cung ở phía trên quanh 24 thì bây giờ quay ngược về lại biên dưới thôi à, bảy chắc là vẫn sai quay 21.5 tới 24 À nên chị nào mà đang cầm CEO thì lưu ý cho em khả năng nó sẽ có thể quét tiếp về cái vùng hỗ trợ dưới này tầm 21 21.5 à, để retest là cái vùng biên dưới này. À, nhìn chung thì nỗ lực của cầu vẫn chưa đủ sức để cổ phiếu vượt lên trên 24 khi mà test lại fail hai lần ở cái vùng kháng cự trên này. À, ngày hôm nay có một nhóm cũng giữ giá khá là tốt trong phiên là nhóm dầu khí như BVS này trong phiên có nỗ lực rướn lên trên 23 nhưng một lần nữa bị tái người trở về đồng nghĩa là cái lượng cung nó vẫn đang quyết liệt bán ra mặc dù là cầu tham gia rất tốt. À, đối với lại BVS thì khả năng là quét tiếp về là cái vùng hỗ trợ dưới này khoảng tầm 41 rồi. À, đối với em thì mua mới mình sẽ cân nhắc cho em cái vùng lân quanh 40 41 coi như là mình retest lại mình chờ retest tại đỉnh cũ đấy tức là mình kỳ vọng nó quay và nó test là hỗ trợ đỉnh cũ trước đó đi thì quanh đây cũng sẽ là cầu tham gia đủ tốt à, để giúp cho cổ phiếu bật lại cái vùng tầm 43 44 lần nữa đối với lại BVS này à, BVD thì vẫn sẽ khó nha BVD ngắn hạn thì bởi vì nó đã test lại hai đỉnh khá là nhiều lần rồi à, nên hiện tại cái việc mà nó chui ngư về lại dưới cái nền tầm 33 ở đây thì khả năng BVD đợi tới phải xa quay ngắn trong pin tầm 32 tới 33 thôi à, nhưng mà nếu mà mọi người chọn như BVS và BVD thì em vẫn nghĩ là BVS sẽ tối ưu hơn bởi vì BVT chỉ mới tăng được một nhịp thôi, tức là mới tăng nhịp một thôi. Còn đó với lại BVT này một trong một hai phiên tới thì BVT phải chủ động neo lại trên giá tầm 28.5 nha. anh Chị nào mà đang cầm BVT thì cũng lưu ý. nhìn chung ngày hôm trước thì có nỗ lực của cầu, rướng lên được giá tầm 30.15 nhưng mà sau đó cũng bị tán người trở về, đồng nghĩa là cái lượng cung ở trên vẫn sẽ khá là lớn đối với lại cổ phiếu này. nên anh chị nào mà đang cầm BVT thì cũng lưu ý cho em ha, cái vùng hỗ trợ dưới này khoảng tầm 28, 28.5. để mình xem một hai phiên tới nó cân bằng trở lại và nó phải quay lại trên cái mức chính xác, nó phải quay lại trên cái mức 28 này à, thật nó cũng hơi lưng chừng tức là cái, nếu mà cái vùng hỗ trợ bên dưới nó quanh đây thì một hai phiên tới nỗ lực quay lại trên này à, thì nó cho thấy rằng là cái nhịp này đóng vai trò là một cái nhịp ép bán à, string rũ rủ bỏ đó à, do khối lượng nó cũng không quá lớn à, nên chị nào mà đang cầm thì follow cho em một hai phiên tới xem cái nỗ lực của cậu thế nào à, còn trong trường hợp em một hai phiên tới mà nó vẫn đi ngang nó xoay quay lên quanh cái vùng 28 này à, dưới 28 có thể neo vào tầm 27.8 28 thì khả năng nó là quay tiếp về lại cái lần cũ dưới này à, thì khi đó cổ phiếu có thể là nó sẽ phủ nhận cái nhịp tăng ở giai đoạn vừa rồi mà phải cần xoay quay tiếp ở cái nhịp sau nên anh chị nào đang cầm BVT thì cũng lưu ý cái vùng hỗ trợ này ha, quanh khoảng tầm giá 28. tám để mình xem một hai phiên tới nó có neo nó giữ lại ở phía trên này hay không. Rồi chứng khoán thì vẫn nhớ giùm em ha, những mã như SA SI sẽ quay về lại sai quay thôi, những mã như VCI thì cũng sẽ cân bằng sớm lại quanh cái giá tầm 49 50. À, trước mắt thì ngắm trước mình kỳ vọng sẽ quay cho cái biên tầm 50 tới 55 nhưng mà rõ ràng là hiện tại các lực cung cũng tương đối lớn sau khi mà nó phá vỡ cái vùng hỗ trợ 55. anh à, nên chắc chắn trong ngắn hạn cái dư âm bán cái dư địa lực bán nó vẫn còn à, thì mình có thể là follow nó dần co trong cái biên khoảng tầm giá 49 cho tới khoảng tầm 55. À nên chị nào mà đang cầm cái chờ nó cân bằng trở lại ha à nhưng mà nhóm chứng thì động lực chính nó vẫn xuất phát từ kết quả kinh doanh quý 4 thôi nên chị nào mà đang follow nhóm này thì cái thời gian mà công bố kết quả kinh doanh quý 4 à quý 1 nó sẽ rơi vào khoảng tầm ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 đó là thời điểm mà nó sẽ có cái lực cầu đến từ kết quả kinh doanh hỗ trợ và đối với em nhóm chứng khoán thì nó vẫn có thông tin tốt từ cái đó để hỗ trợ về cầu nên chị nào mà đang cầm thì vẫn tập trung cho em SI VDS và bản Việt còn đối với chứng khoán thì vẫn hạn chế tham gia đối với lại những cái mã như VND này à rồi những cái mã mà À, giống như là HCM, à, đa số là những cái mặt thật đó HCM cũng là một cổ phiếu mà trước đó các em có nói về câu chuyện à, cái list tự doanh của nó, nhưng mà em có nói về câu chuyện đó chỉ là cái lượng cầu ở phía trên nó vẫn đuối, à, nên trong ngắn hạn thì nó buộc phải có một cái nhịp chiếc khấu. À, ngắn hạn thì HCM có thể lên xin lên quanh khoảng tầm giá 27, 27, 5. À, nhưng mà cơ bản thì đối với cổ phiếu này nếu mà có chiếc khấu đủ tốt, với dụ bác phải là cái hỗ trợ tầm 27, 27, 5 thì vẫn có thể canh mua thêm được đó là HCM ha. À, rồi à, tiếp theo thì mình sẽ nói về À, nhóm thép nhóm thép ngày hôm nay có mọi hòa phát là dự giá tốt thôi nhìn chung hòa phát đã bắt đầu cân bằng và có lượng cầu tham gia trở lại quanh cái vùng 29 rồi ngày hôm nay lực cung nó không quá nhiều đó với là hòa phát thậm chí ngày hôm nay cái nội lực trong phi nó có lắp là cái gáp mở ra ở cái nến ngày hôm thứ sáu vừa rồi luôn à, ngắn hạn cho hòa phát điểm yếu lớn nhất của nó là bởi vì đạn rồi á nó chưa tăng được nhiều nên thật ra đạn này cái lượng cung bán nó không có nhiều nếu mà so nó với nam kim thì mọi người thấy không ví dụ như nam kim đi hòa phát cái lúc mà ngày 18 tháng 3 thì nó lên quanh 29 đúng không nhưng mà thật ra hoa sen á, ngày 18 tháng 3 là hoa sen ở cái giá 21 à, nên hiện tại mặc dù mọi người thấy là hoa sen nó chỉnh nhiều hơn nhưng mà rõ ràng là tại vì hoa sen trước nó tăng nhiều hơn nên đoạn này chỉnh nhiều hơn một xíu nhưng mà nó vẫn chưa về là xác cái đáy ngày 18 Xác à, cái đáy thời điểm mà 18 tháng 3. Tương tự Nam Kim cũng vậy thôi, Nam Kim ngày 18 tháng 3 nó phải quanh giá tầm 23.5 nhưng mà hiện tại nó vẫn quanh 24.6 tức là nó vẫn chưa về xác cái vùng đáy này. Trong khi đó Hòa Phát nó về là 29, 29 năm rồi, tức là nó về là xác cái đáy ngày 18 tháng 3 rồi. À, nên thật ra đó là lý do vì sao mọi người thấy là Hòa Phát gần đây nó bắt đầu cân bằng lại bởi vì nếu mà so về mức độ giảm giá thì nó đã giảm về đúng cái thời điểm ngày 18 tháng 3 trước đó rồi. Nó không phải là nó không phải là nó mạnh lắm đâu. À, nó vẫn thực thực ra nó vẫn đuối là bởi vì nó đã quay về sát cái vùng hỗ trợ dưới này sớm hơn những cổ phiếu kia. À, nhưng mà trước mắt đối với em thì quanh vùng hỗ trợ 29 này vẫn là vùng hỗ trợ đủ tốt nên tạm thời thì mình cứ chủ động mình nâng cái chặn lãi ở quanh 29 thôi à, để mình xem cái lượng cầu lên quanh đây thế nào trong những cái nhịp tới à, và chúng ta vẫn kỳ vọng rằng hòa phát hay là hoa sen hay là nam kim à, nó vẫn sẽ có những con sóng ở cái giai đoạn sau thôi à, khi mà ngành thép bắt đầu phục hồi trở lại à, và đối với em ngành thép vẫn là một ngành đánh giá rất cao ở trong năm sau khi mà cái nhu cầu bất động sản bắt đầu tăng lên thép trung quốc cũng bắt đầu cải thiện về giá thì cái đó em nghĩ là doanh nghiệp ở trong nước sẽ được hưởng lợi từ cái đó à, nhiều anh chị hỏi em là cái ngành thép thực ra đã qua đáy kinh doanh đáy lợi nhuận hay chưa thì em nghĩ là đã qua rồi à, không còn cái thời điểm mà nó sẽ công bố với biên lợi nhuận gợp âm nữa đâu à, tức là cái giá vốn thậm chí còn cao hơn cả doanh thu bán ra à, lúc đó là đa số doanh nghiệp phải nhập với cái hàng thu kho giá quá cao à, thì dẫn tới cái trường hợp là nó bị bán với cái mức giá thấp hơn cả cái giá vốn của nó à, và buộc phải bán để duy trì hợp đồng để duy trì đối tác À, nên thời điểm đó mọi người thấy những cái mã thậm chí là cả Hà Phát biên lợi nhuận gộp còn em à, không kiếm được lợi nhuận à, năm nghìn quý 2 2023 quý 3 không em quý 2 2022 và quý 3 2022 là những thời điểm mà cao trào nhất của Hà Phát rồi à, rồi nó nhìn, nhìn chung em nghĩ là đáy lợi nhuận thì đã qua rồi câu chuyện bây giờ là chỉ là khi nào phục hồi và có cái động lực tăng trưởng mới thôi à, nó vẫn còn một cái động lực tăng trưởng mới bị giá thép thì đã quá cũ rồi và thậm chí giá thép nó không tăng được quá nhiều ở trong đoạn rồi à, thì nó vẫn còn một câu chuyện mới để có thể hấp thụ là cái lượng cầu tham gia ở trong giai đoạn sau ha À, đó là với ngành thép và cuối cùng là ngành dầu khí dầu khí thì vẫn tập trung như em đối với là nhóm bv thôi đặc biệt là những cái mã như bvs là vẫn tập trung này quanh cái giá tầm 41 lên quanh đó còn đối với lại bvd thì vẫn đang hạn chế bvt thì chú ý cho em hỗ trợ tầm 28 mà trong những phiên tới ngày hôm nay lượng cung bán ra không nhiều à, nên trong một hai phiên tới thì bvt phải nên chủ động quay lại trên 28 xem như là lực cầu chủ động hấp thụ là cái lượng cung lên quanh đây à, thì đằng sau mình sẽ kỳ vọng sẽ quay tiếp ở trong cái biên tầm 28 đến 30 à, cá nhân em thì em vẫn kỳ vọng là BVT sẽ có giá 31 thôi tức là nó sẽ quay lại được cái đỉnh cũ ở thời điểm mà cái nhịp tăng tháng 9 2023 vừa rồi À, chỉ là trong ngắn hạn cái ảnh hưởng từ thị trường chung à, lên cổ phiếu này vẫn khá là lớn nên nên chị nào mà đang cầm thì follow tiếp cho em cái vùng hỗ trợ dưới này xem như thế nào ha à, rồi BSR vẫn là một cổ phiếu rất nhiều anh chị quan tâm động rồi BSR cố rướng hai nhịp lên trên giá 20 sau đó bị giãn ngược trở về nhưng chung nói với em BSR đoạn này tính ra thì vẫn là một trong những cổ phiếu mà có thể hút tiền dễ dàng nhất bởi vì trong một cái bối cảnh mà dòng tiền bắt đầu chút lời dần những cổ phiếu blue chip thì người ta bắt đầu tìm ra một câu hỏi đặt ra một câu hỏi rằng là nên tham gia nhóm ngành nào nên tham gia cổ phiếu nào thì rõ ràng trong cái việc mà BSR đang được hưởng lợi trực tiếp từ giá dầu các cổ phiếu dầu khí vẫn đang gọi là có cái giá dầu để bổ trợ cho cầu tức là giá dầu vẫn đang tăng ở trong thời gian giai đoạn gần đây à, nó sẽ bổ trợ cho lực cầu tham gia vào nhóm này ví dụ giá dầu hiện tại vẫn đang ở mức 86 90 đô đối với nó vẫn cao nên nó vẫn cao so với lại giai đoạn trước đó à, nên đó lý do vì sao mà những cái nhóm này khi mà bị chốt lời thì dòng tiền sẽ tìm đến đầu tiên À, rồi cái nhóm thứ hai mà ngày hôm qua có nói với mọi người là cái nhóm liên quan tới xuất khẩu bởi vì đoạn này chúng ta đang bị ảnh hưởng về tỷ giá à, thì trong ngắn hạn xuất khẩu bản chất nó sẽ được hưởng lợi từ cái đó nên à, nên nếu anh chị nào mà đang cầm nhóm này thì mình follow tiếp thôi à, những cái nhóm bị bán mạnh ngày hôm nay là thủy sản dệt ma thì mình sẽ ưu tiên mình follow những cái mã mà đang về sát là cái nền cũ trước đó của nó à, và vì quanh đó cái lượng cầu tham gia cũng sẽ đủ tốt để hấp tụ là cái lượng cung bán ra ở cái vùng này ha à, rồi đó là với thị trường cũng như là những cái mã cổ phiếu mà anh chị quan tâm ha à, thì cảm ơn thì rất nhiều ha anh chị nào mà đang xem video của em ha đừng quên bấm like video này À, subscribe kênh đăng ký kênh nếu chị chưa đăng ký nè để nhận được những cái thông báo sớm nhất về video của em cũng như là livestream của em hàng ngày. Ngoài ra thì theo thuật toán YouTube nó sẽ hỗ trợ đề xuất những video có nhiều like hoặc nhiều bình luận mọi người ủng hộ em bằng cách là bấm bình luận ha, à, comment về nội dung video hoặc là những cổ phiếu mà chị đang quan tâm à, thì em sẽ giải đáp ở qua cái phần comment ở dưới này. À, rồi ở dưới phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ nè là Zalo và số điện thoại. À, nếu chị nào mà đang có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong khách hàng tại bbs thì có thể kết bạn Zalo với em này ha hoặc là trợ lý của em cũng được à, để được hỗ trợ mở tài khoản của vbs được cơ cấu lại danh mục à, hoàn toàn miễn phí à, để có thể gọi là follow thị trường ở trong cái nhịp điều chỉnh lần này à, bởi vì cơ bản là khi mà thị trường rung lắc thì nó vẫn sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng mà tất nhiên nó cũng sẽ đi kèm với những rủi ro nhất định rồi ha à, nên chị mà đang cầm thì cũng lưu ý cái đó rồi à, và cuối cùng thì mọi người ta quét cái mã qr code ở trên màn hình này nếu muốn tham gia vào cái room cộng đồng à, để trao đổi chia sẻ nhiều hơn à, với những anh chị ở trong room cộng đồng ha à, cảm ơn chị rất nhiều vì luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em À, xin chào hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp nha à, chúc anh chị có một buổi tối à, vui vẻ bên gia đình và người thân à, tạm biệt mọi người.